Đây, coi như là ngày hôm nay là mọi người bị một cái sự cố cúp điện nguyên khu luôn. À, từ trên xuống dưới mọi người thấy tối thui không? Trời ơi, đó, xung quanh nè. Cho mọi người xem. Tối thui luôn. Trời ơi, đấy. Mọi người thấy không? Mọi người thấy tối thui không? Và bây giờ là đang nấu cơm ở trong nhà, nấu đồ ăn ở trong nhà. Nấu hôm nay có món chim cút chiên, chiên bơ, rồi lẩu dê, rồi vú dê nướng. Mà cuối cùng là bây giờ đang nấu bằng bếp điện, bếp từ. Bây giờ cúp điện hết nguyên khu. Đây, mọi người thấy không? Cúp điện hết nguyên khu luôn, tối thui luôn. Xong rồi là bây giờ không biết làm gì. Bây giờ chạy ra đây, nhóm bếp than. Đây, bếp than đây. Vui không chú? Đó, chồng đang ngồi nhóm bếp xin than. Chào mọi người. Với lại anh rể đang ngồi phụ trách bếp than để mà kiếm đồ ăn. Con làm cái gì vậy trời? Cúp điện đi vui quá. Xong rồi là mọi người phải chuyển ra ngoài này. Đó, ngồi ăn chứ ở trong nhà coi như là không tối thui luôn, không có một cái gì. Đó, may là có cái đèn năng lượng mặt trời cho nên là mới sáng được. Đó, bây giờ lại phải chạy đi mua một cái bếp, đó là cái bếp. Bếp gì? Bếp cồn. Mua cái bếp cồn ra để mà ăn lẩu chứ bây giờ không cách nào để mà. Nói chung là ngày hôm nay là chưa có cái gì vô bụng hết. Giờ rất là đói. Mà nghe nói là phải cúp điện từ mấy giờ ta? Cúp điện từ 19 giờ 24 phút đến 21 giờ 24 phút. Đúng rồi, đây. Ngoài kia đâu bếp đâu con? Bếp có chưa? Bếp đây. Đây 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 đây, đưa 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 mẹ xem. Ngoài kia nó cúp sạch luôn. Đưa mẹ coi cái bếp. Tan nát luôn. Mới mua cái bếp bếp cồn. Bếp cồn, cồn lửa. Đây. Thôi để lên đây. Đây bếp cồn đây để lát nữa ăn lẩu mọi người nha. Để bếp cồn để ăn lẩu lẩu chứ đỡ đói trời. Đây, bếp cồn có sẵn luôn. Ê, tôi nói con phải để miếng gạch đi, có viên gạch muốn để đỡ tay ha. Chứ bây giờ điện thì không có, lấy gì mà ăn. Đó bây giờ phải nhóm bếp than đây. Phải nhóm cái bếp than đây nè để làm nướng đồ ăn chứ bây giờ là không có mấy cái này thì làm sao mà ăn. Đây bây giờ cho lên đây đó, để lát nữa ăn. Còn đây là khu này đang tối thui cho mọi người xem luôn, đang tối thủi tối thui luôn, nguyên khu luôn này. Trời ơi, sợ ma muốn chết. Trời á thì là âm u, sấm chớp đùng đùng, không biết là khi nào mưa, nhiều khi đang ngồi ăn thì mưa cũng không biết được. Đó, mọi người thấy sấm chớp đùng đùng không? Trời ơi, ghê chưa? Đó. Vậy đó, bây giờ ngồi ra ngoài ngồi chuyển ra ngoài ngồi ăn rồi mà cũng không yên nữa, hồi hộp cũng chết. Còn nhìn ra kia thì sợ ma. Đó, nhìn ra kia thì sợ ma, trời ơi. Ghê quá. Nhìn mình cũng giống như con ma luôn. Rồi, để coi coi tình hình lát nữa như thế nào nhé. Để coi coi tình hình lát nữa như thế nào. Gì con? Gì con? Mình ăn ở ngoài thôi hả? Đúng rồi, mình phải ăn ở ngoài chứ. Ở trong tối thui sao ăn? Ở trong tối thui rồi. Bây giờ là mọi người mang đèn pin ra ngoài. Đó, mọi người mang đèn pin ra ngoài để thám thính tình hình xem như thế nào. Sấm chớp đang vẫn đùng đùng đây, mọi người thấy không? May là nhà này còn có hai cái đèn để mà chạy ra ngoài để mà ăn chứ không là. Đây. Đây. Đây là cái bếp cồn hồi nãy vừa mới mua xong và để nấu cái nồi lẩu này để có cái mà ăn chứ bây giờ cúp điện rồi là nếu không có cái bếp cồn này coi như bó tay, coi như nhịn đói cả nhà luôn. Đó. Đây là bếp cồn nè. Đang nấu nè, mọi người thấy không? Đó, đây là ăn lẩu, còn đây là chim cút roti. Hên ghê. Đây, chim cút roti hên là hồi nãy á, lúc mà có điện á là đã chiên được một ít rồi. Rồi sau đó vừa mới cúp điện một cái là nhảy ra ngoài này đây. Quạt quạt quạt. Đó. Đó. Trời ơi, cho lửa nó ra. Làm gì vậy Sơn? Nó quạt mà giống như giật kinh phong vậy. Quạt xong rồi cái nó xỉu, cái nó khỏi ăn luôn, để cho người khác ăn. Đó. Nó
chung là giờ ăn xong chưa? Dạ xong rồi, đổ mồ hôi rồi. Rồi xong đồ ăn chín chưa? Dạ chưa. Rồi con đi lên lầu con ngủ đi. Ngủ mệt đi, phải ăn. Lấy sức. Con quạt thấy ghê quá. Làm quá à, thiệt á. Con nhỏ đang sửa xe đạp nè. À, đây, còn đây. Đây là thợ sửa xe đạp mới tuyển. À, ngồi sửa suốt vậy đó. Cứ ngồi từ sáng tới chiều tới tối vậy đó. Giờ cúp điện rồi ngồi tiếp, ngồi sửa tiếp. Đó, xong rồi. Con đứa chạy. Hiếu ơi, lấy cho mẹ cái đĩa để mẹ gắp cái này ra cái. Lấy mấy cái mẹ? Hai cái. Nói chứ bây giờ tự nhiên cái nhờ cúp điện mà tự nhiên cái mình được ăn ngoài trời mát mẻ như thế này, gió lần lộn như thế này và sắp sửa mưa nữa. Mát quá, mát quá, rất là thú vị. Không phải là, đâu có phải là lúc nào cũng được như vậy. Xâm xét. Để sấm sét đùng đùng luôn và lát nữa có thể là đổ mưa. Và đảm bảo cho mọi người coi như là uy tín luôn, mưa cũng sẽ còn để ăn. Lấy gì che? Chắc chắn một điều là sẽ không chạy, sẽ ngồi đây ăn luôn. Hứa rồi, tắm mưa. Tắm mưa. Mang áo mưa ra, đúng rồi con chạy ra mua mấy cái áo mưa mà. Áo mưa ni lông. Ni lông. Lát nữa con đi mua cho. Đây đây là món đặc biệt cho mọi người xem, món đặc biệt nè. Wow, đó. Cái này là vú dê nướng. Còn bên này là chim cút chiên. À quên, chim cút roti. Và những món đặc biệt mà hôm nay cúp điện cuối cùng mình mang ra ngoài này cũng là một điều thú vị. Hôm nay ăn rất là ngon, đảm bảo với mọi người luôn. Hôm nay rất là ngon miệng. Đâu có phải dễ dàng gì mà có một cái bữa ăn mà thịnh soạn như thế này đó. Cả nhà ra, cả nhà phải làm. Rồi lát nữa cả nhà phải ăn. Đây còn trên trời thì là gió lồng lộng như thế này. Đó, gió lồng lộng như thế này, mọi người thấy không? Gió lồng lộng luôn. Xong rồi lát nữa là sấm sét. Trời bắt đầu kéo xuống. Đảm bảo với mọi người là lát nữa sấm sét hoặc là mưa xuống thì cũng sẽ ngồi đây ăn, không chạy đi đâu hết. Bởi vì không có chỗ chạy. We'll be right back.